Hôm nay mình sẽ làm món khoai môn chiên nước mắm. Mình sẽ rửa sạch và cắt từng thanh như thế này. Sau đó mình chiên cho giòn lên, rồi sẽ sốt qua nước mắm, đường và mè rang nữa nhé. Ở đây thì mình có hai củ khoai môn gần 1 kg đó các bạn. Mình sẽ đem đi gọt vỏ sạch hết. Sau khi gọt sạch thì mình đem đi rửa sạch nhé. Rồi kế đến thì mình sẽ cắt ra. Mình sẽ cắt ra từng thanh vừa ăn như thế này nha các bạn. Các bạn đừng cắt mỏng quá. Các bạn cắt hơi dày một chút để nó có thịt luôn bên trong thì ngon lắm. Sau khi cắt xong thì các bạn cho vào rổ, dàn đều cho ráo nha. Các bạn sẽ rang một ít mè cho vàng rồi để sẵn ở đây. Sẽ chuẩn bị một cái chảo mình cho dầu ăn vào, cho hơi khá một chút nha. Sau khi dùng đũa thử dầu nóng thì mình sẽ bắt đầu cho khoai vào để chiên nha. Mình sẽ chia ra, chiên làm nhiều lần cho khoai được giòn. Thời gian đợi khoai vàng và giòn thì mình sẽ pha nước sốt nhé. Mình cho vào 1 muỗng cà phê rưỡi đường. Nửa muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng canh nước lọc. Và 1 muỗng cà phê tương ớt. Sau đó các bạn quậy cho tan hỗn hợp gia vị nhé. Trở lại chảo khoai, khoai bắt đầu vàng lên rồi đó các bạn. Khoai này thì vừa vàng lên là nó mềm trong ruột rồi nha các bạn. Các bạn đừng chiên vàng quá. Nhìn những miếng khoai như thế này mà trong ruột chín mềm rồi đó các bạn. Bắt đầu vàng thì mình sẽ vớt ra nhé. Khi vớt ra hết thì mình sẽ cho chỗ khoai còn lại vào mình chiên tiếp nhé.
Khi khoai vàng đều thì mình sẽ vớt ra hết bỏ vào rổ cho ráo dầu. Rồi mình sẽ đi phi sốt, cho một xíu dầu ăn vào chảo và mình đổ chén nước sốt vào và mình xào lên nhé. Khoai này mình xào thì mình khỏi cần cho hành tỏi, một ít dầu và mình bỏ nước sốt vào cho hơi sánh keo lại là mình sẽ cho khoai vào được. Nước sốt vừa sánh lại thì mình sẽ cho khoai vào đảo đều nha các bạn. Mình sẽ đảo nhanh tay cho khoai áo đều nước sốt là được. Kế đến thì mình sẽ cho mè rang vàng lúc nãy vào. Mình sẽ rắc lên cho mè áo đều bên ngoài lớp khoai. Khoai áo đều sốt nước mắm rất là vừa vị đó các bạn. Các bạn sẽ ăn kèm với bơ và đường nha. Miếng khoai thật là ngon nè các bạn. Như vậy là mình đã có món khoai môn chiên và sốt nước mắm rồi đó các bạn. Các bạn sẽ ăn cùng với bơ và rắc một ít đường vào, các bạn sẽ chấm khoai. Món ăn vặt thật ngon. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.